Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đạo hàm lên. Đây chính là đạo hàm của tích. Đây là số 1. Đạo hàm M. M là hằng số, chúng ta sẽ có số 0, x là số 1. Còn cái cục này là 2x chia cho 2 nhưng với căn bậc 2 của x bình phương. Tại vì sao? Đạo hàm của x bình phương là 2x, số 1 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Sau đó rút gọn lại số 2 đi. Tiếp tục cho y phải bằng 0. Tại vì chúng ta muốn đi tìm cực trị mà. Sau đó mình nhân với lại căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 cho tất cả các cục luôn. Tại vì sao? Quy đồng mẫu số. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tách ra. Cái này sẽ là x nhân m cộng với là x bình phương. M với m chúng ta làm nhân tố chung. Chúng ta sẽ đẩy cái cục này này sang bên đây. Chia hai vế cho trừ cái căn này. Này là 2x bình phương nha. Tiếp tục. Chúng ta lấy 2x làm nhân tố chung ở đây. Thì chúng ta sẽ có cái cục này. Sau đó chúng ta lấy cái cục này nè, chia cái cục này. Bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio. Bây giờ chúng ta vào số 9, bảng giá trị. Chúng ta viết y chang cái cục này. Nhấn dấu bằng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ở vị trí số lớn nha. Thì bắt đầu mình cho từ số 40 đi. Cho đến 120. Mỗi số cách nhau 10 đơn vị. Thì chúng ta thấy rõ số khá là lớn, nó đi xuống nè. Đi xuống rất là nhanh. Bây giờ chúng ta vô lại. Bây giờ mình chọn khoảng từ âm 10 đi. Cho đến vị trí số 10. Mỗi số cách nhau 1 đơn vị. Thì chúng ta thấy rõ, nó chạm từ đây nè, từ vị trí mà số 0 này nè. Chúng ta thấy nó bắt đầu từ trừ 1 nè, thì nó giảm dần, cho đến âm 20 luôn. Có nghĩa là từ vị trí số 0 thì bắt đầu nó giảm dần. Còn vị trí trừ số 0 cho đến vị trí lùi về âm, nó chạm gần về số 0. Bây giờ mình chọn bằng âm 100. Cho đến vị trí số 0. Ở đây mỗi số cách nhau 10 đơn vị. Chúng ta thấy rõ nó chạm về gần số 0 luôn. Thì điều này chứng tỏ đồ thị của chúng ta lúc nào ở nằm ở bên phần âm hết, nhưng mà không bao giờ chạm số 0. Trong khi đề nói là có bao nhiêu giá trị M sao cho có đúng một điểm cực trị, thì chúng ta chỉ chạm ở phần âm. Có nghĩa là từ vị trí âm 19 cho đến vị trí âm 1.
Chúng ta không bao giờ chạm số 0 được, cho nên chúng ta sẽ có các giá trị như thế này. Như vậy ở đây chúng ta có 19 giá trị. Và chúng ta sẽ chọn là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.